Xin chào tất cả các bạn nhỏ của chương trình Luyện Đọc Cùng Con. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình có nhớ rằng ở buổi học ngày hôm trước chúng mình đã cùng với cô Thư ôn luyện hai phần gì không nhỉ? À vậy thì để nhớ lại buổi học ngày hôm trước thì bây giờ chúng mình hãy cùng với cô Thư thử lại nhớ lại xem nhé. Ở trên màn hình của cô Thư có những bức tranh, chúng mình hãy thử đoán xem bức tranh này nói về điều gì nhé. Cô Thư thấy rằng bức tranh này có rất là nhiều con số này, nhưng mà có điểm gì rất là đặc biệt các bạn nhỏ ạ. Các bạn nhỏ có thấy không? Trong bức tranh này có số 3 này và số 7 đấy. Nhưng mà số 3 lại bị chìm ở dưới nước này, còn số 7 của chúng mình thì đang ở đâu nhỉ? À, nổi lên trên đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ đặt câu gì với bức tranh này nhỉ? Chúng mình cùng xem đáp án của chương trình nhé. 3, chìm, 7, nổi. Có đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy, số 3 đang chìm ở dưới mặt nước này, còn số 7 thì nổi lên trên. Vậy thì chúng mình sẽ đọc là 3, chìm, 7, nổi. Đúng rồi, vậy thì trong câu này của chúng mình có âm, có vần gì mà chúng mình đã được học nhỉ? À chính xác, đó chính là vần im mà chúng mình đã được học đấy. I, M, im. Im. Chuẩn rồi, và bây giờ chúng mình cùng đọc lại nhé. 3, chìm, 7, nổi. Rất chính xác. Còn bức tranh thứ hai là gì nhỉ? Cô đang thấy có một đường đi lên đi xuống này, và còn có cả một hình trái tim nữa đấy. Không biết chúng mình sẽ đọc là gì nhỉ? Chúng mình cùng xem gợi ý nhé. Nhịp tim. Nhịp tim. Có đúng không các bạn nhỉ? Đúng rồi đấy, đây chính là nhịp tim. Có vấn im mà chúng mình cũng đã được học rồi đấy. À thì ra là ngày hôm trước chúng mình đã được học vần im này, và còn có một vần nữa, đó chính là vần íp đấy các bạn ạ. Chúng mình cùng đọc lại nhé. Im, íp. Đúng rồi. Và ngày hôm nay cô Thư sẽ hướng dẫn chúng mình ba vần mới khó hơn một chút. Chúng mình cùng theo dõi xem là vần gì nhé. Im, yếm, yếp. Đúng rồi, và bây giờ chúng mình sẽ cùng với cô Thư học cách đánh vần. Chúng mình cùng đi vào phần 1, đánh vần nhé. Không biết là vần yếm thì chúng mình sẽ đánh vần như thế nào nhỉ? Chúng mình cùng nghe cô Thư đánh vần nhé. I, E, M, yếm. I, E, M, yếm. Đúng rồi, và các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy là vần yếm của chúng mình thì được kết hợp bởi những âm gì không nhỉ? À, đó chính là âm I này, âm E và âm M. Bây giờ chúng mình cùng phát âm lại một lần nữa nhé. I, E, M, yếm, yếm. I, E, M, yếm, yếm. Đúng rồi. Và các bạn có thấy điểm gì đặc biệt không nhỉ? Vị trí của các âm này trong vần yếm như thế nào nhỉ? À, có âm I đứng ở phía trước này, âm E đứng ở giữa này, và âm M đứng ở cuối cùng đúng không nào? Chúng mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. I, E, M, yếm. I, E, M, yếm. Rất giỏi. Còn đây cũng đọc là gì nhỉ? Ngoài vần yếm này ra, chúng mình còn có một vần nữa cũng đọc là yếm, nhưng có một chút đặc biệt khác đấy. Chúng mình cùng đọc nhé. I, E, M, yếm. I, E, M, yếm. Vậy là chúng mình với vần yếm này, chúng mình có hai cách đánh vần này. Tuy nhiên là có hai cách viết hoàn toàn khác nhau đấy. Vần yếm này của chúng mình thì có I dài này, có âm E này và âm M, giống như vần yếm ở lúc đầu đấy. Chúng mình cùng đọc lại nhé. I, E, M, yếm. I, E, M, yếm. Yếm. Chính xác, đúng rồi đấy. Và vần thứ ba ngày hôm nay mà cô Thư muốn giới thiệu với chúng mình, đó là vần yếp. Chúng mình cùng đánh vần nhé. I, E, P, yếp. I, E, P, yếp. Yếp. Đúng rồi, với vần yếp này của chúng mình thì sẽ được cấu tạo bởi ba âm. Đó là âm gì nhỉ? À, đầu tiên là âm I này. Thứ hai là âm gì nhỉ? Âm E. Và âm cuối cùng là âm P. Đúng không nhỉ? Và chúng mình cùng đánh vần lại nhé. I, E, P, yếp. I, E,
ip. Đúng rồi. Và vị trí của các âm này trong vần ip như thế nào nhỉ? À, có âm y này đứng ở phía trước này, âm e đứng ở giữa và âm p đứng ở cuối cùng đúng không nào? Bây giờ chúng mình cùng đọc lại ba vần này nhé. Im, im, yếp. Đúng rồi. Và các bạn ơi, chúng mình hãy cùng luyện tập đọc thật nhiều hơn nữa để chúng mình có thể nhớ hơn nhé. Bây giờ chúng mình sẽ thử ghép với những vần này để tạo thành từ có nghĩa nhé. Ở trên màn hình của cô có gì nhỉ? À, cô thử có một bông hoa này. Ở giữa nhị hoa là vần im đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ kết hợp các cánh hoa là các phụ âm này với vần im để tạo thành tiếng nhé. Chúng mình thử xem nhé. Cô thử có những phụ âm gì đây nhỉ? Sờ, tờ, ca, nờ, nhờ và đờ. Bây giờ chúng mình sẽ thử kết hợp các phụ âm này với vần im để tạo thành tiếng có nghĩa nhé. Sờ, im, xiêm, xiêm. Đúng rồi. Sờ, im, xiêm, xiêm. Tờ, im, tiêm, tiêm. Tờ, im, tiêm, tiêm. Chính xác. Tiếp nhé. Ca, im, kiêm, kiêm, kiêm. Nờ, im, niêm, niêm, niêm. Nhờ, im, nhiêm, nhiêm. Đúng rồi. Đờ, im, điêm, điêm. Wow, rất là giỏi. Vậy các bạn ơi, nếu như chúng mình kết hợp với các dấu thanh thì không biết là chúng mình sẽ được các tiếng như thế nào nhỉ? Thì ở nhà chúng mình hãy thử kết hợp những âm này và sau đó trả lời cho cô Thư biết nhé. Còn bây giờ cô Thư có một bài tập nhỏ nhỏ muốn dành tặng cho chúng mình. Đó là bài tập điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Chúng mình có muốn thử không nhỉ? À, bây giờ chúng mình hãy thử quan sát bức tranh đầu tiên của cô. Đây là quả gì nhỉ? Các bạn có phát hiện ra đây là quả gì không? Đây là hình như là một quả dừa này. Tuy nhiên, quả dừa này có tên là gì nhỉ? Chúng mình hãy thử xem câu hỏi của chương trình nhé. Dừa, chấm chấm chấm, im. Không biết chúng mình sẽ phải điền phụ âm gì vào đây nhỉ? Chúng mình đã nghĩ ra chưa? À, bây giờ chúng mình hãy thử xem đáp án của chương trình nhé. Dừa, xiêm. Dừa, xiêm. À, có đúng không nhỉ? Chính xác rồi đấy. Đây chính là quả dừa xiêm các bạn ạ. Vậy thì chúng mình sẽ điền vào đây là phụ âm sờ. Đúng rồi. Chúng mình cùng đọc lại nhé. Sờ, im, xiêm, xiêm. Dừa, xiêm. Đúng rồi đấy. À, còn bức tranh thứ hai này sao nhỉ? Có một bông hoa với cái mặt cười đấy. Không biết thì chúng mình sẽ đọc từ này là gì nhỉ? Chúng mình thử xem nhé. Chấm chấm chấm, yềm, vui. Thế thì chúng mình sẽ điền cái gì nhỉ? À, chúng mình đã nghĩ ra chưa nhỉ? Cái gì mà niềm vui nhỉ? Hình như là chúng mình sẽ điền phụ âm n vào đây. Chúng mình sẽ được từ là n yếm niêm huyền niềm. Niềm vui. Đúng rồi, đó chính là bức tranh thể hiện niềm vui đấy các bạn ạ. Còn đây là một cái gì nhỉ? Chắc chắn là rất quen thuộc với chúng mình rồi. Chúng mình đã từng nhìn thấy ở trong các bộ phim rồi đấy. Chúng mình thử xem gợi ý nhé. Thanh, chấm chấm chấm, yếm. Chúng mình phải điền phụ âm gì vào đây nhỉ? Đúng rồi, vậy thì chúng mình cùng xem đáp án nhé. Thanh, kiếm. Thanh, kiếm. Chính xác, đây chính là một thanh kiếm đấy. Chúng mình thử đánh vần lại chữ kiếm nhé. Ca, im, kiêm, sắc, kiếm, kiếm. Thanh, kiếm. Đúng rồi. Và bức tranh tiếp theo. Cô Thư đã nhìn thấy số 10 rồi đấy. Khi mà chúng mình làm bài tập đúng này thì chúng mình sẽ được các cô khen này và chấm điểm cho chúng mình. Vậy thì chúng mình sẽ điền vào đây từ gì nhỉ? Chấm chấm chấm,
Em hỏi em. 10. Chúng mình sẽ điền phụ âm gì nhỉ? À đúng rồi, đây chính là bức tranh điểm 10. Vậy thì chúng mình sẽ điền vào đây là phụ âm đờ. Chúng mình cùng đánh vần nhé. Đờ im điềm hỏi điểm. Điểm. Điểm 10. Đúng rồi. Và đây là một cái gì nhỉ? Các bạn có phát hiện ra không? Cô Thu nhìn thấy rất là nhiều bánh kem đấy. Ở đâu thì chúng mình sẽ nhìn thấy rất nhiều bánh kem nhỉ? Chúng mình thử xem nhé. Chấm chấm chấm. Yep. Bánh. Chúng mình sẽ điền vào đây là phụ âm. Đúng rồi. Phụ âm tờ. Tờ yếm tiêm nặng tiệm. 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 Bánh. Đúng rồi đấy. Chúng mình sẽ nhìn thấy rất là nhiều bánh kem ở các tiệm bánh đấy các bạn ạ. Còn đây là gì nhỉ? Chắc chắn là rất quen thuộc với chúng mình rồi. Đó chính là một chú lợn này. Nhưng dùng để làm gì nhỉ? Các bạn có biết không? Chúng mình thử xem gợi ý nhé. Tiếp. Chấm chấm chấm. Yep. Chúng mình sẽ phải điền phụ âm gì nhỉ? À đúng rồi. Chúng mình sẽ điền vào đây là phụ âm ca. Ca im kiếm nặng kiệm. Kiệm. Tiết kiệm. Đúng rồi đấy. Đây chính là một chú lợn tiết kiệm đúng không? Còn đây là hình ảnh gì nhỉ? À, cô Thu đang thấy rằng bạn nhỏ trong bức tranh này đang bị thương đấy. Nếu như chúng mình bị thương mà chúng mình không xử lý vết thương thì sẽ xảy ra hiện tượng gì nhỉ? Có biết không? Chúng mình cùng thử xem gợi ý nhé. Chấm chấm chấm. Nhiễm. Trùng. Biết là khi bị thương mà chúng mình không xử lý ngay thì chúng mình sẽ bị làm gì nhỉ? Chúng mình thử xem nhé. Chúng mình sẽ điền vào đây là phụ âm nhờ. Nhờ yếm nghiêm ngã nhiễm. Nhiễm. Nhiễm trùng. Đúng rồi đấy. Nếu chúng mình không xử lý vết thương ngay thì chúng mình sẽ bị có thể bị nhiễm trùng đấy các bạn ạ. Và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang một cái ý cũng đánh vần, cũng phát âm là vần im, mình có một chữ đặc biệt hơn nhé. Đây là hình của cái gì nhỉ? À, thì ra đây là cái yếm các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ thử nhé. Cái chấm 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 ếm. Chúng mình sẽ điền âm gì vào đây nhỉ? À, thì ra là chúng mình sẽ điền ý dài vào đây các bạn ạ. Chúng mình sẽ đánh vần nhé. I e m yếm sắc. Yếm. Yếm. Cái yếm. Đúng rồi đấy. Còn đây là hình ảnh gì nhỉ? Em bé với mẹ của em bé đang làm sao đấy nhỉ? À đang. Chúng mình cùng thử xem nhé. Âu. Chấm chấm chấm. Ếm. Bây giờ chúng mình sẽ điền âm gì nhỉ? À đúng rồi, chúng mình sẽ điền âm y dài đúng không nào? Âu yếm. Đúng rồi đấy. Còn đây là cái gì nhỉ? Các bạn có biết không? À, đây là một loại rau thơm đấy các bạn ạ. Chúng mình không biết là chúng mình đã được ăn bao giờ chưa nhỉ? Chúng mình có thể sử dụng làm rất là nhiều thứ, ví dụ như là làm trà này, làm rau thơm này, hoặc là đồ uống đấy. Bây giờ chúng mình thử xem nhé. Chấm chấm chấm. Yếp. Cá. Chúng mình sẽ điền phụ âm gì nhỉ? À đúng rồi, chúng mình sẽ điền phụ âm giờ vào đây. Giờ yếp diếp sắc diếp. Diếp. Diếp cá. Một lần nữa nhé. Diếp cá. Đúng rồi đấy. Các bạn ơi, và bức tranh tiếp theo của cô Thư đó là cái gì vậy nhỉ? À hình như đây là khi chúng mình muốn mời ai đó thì chúng mình sẽ gửi cái này cho người đấy đấy. Không biết nó là cái gì nhỉ? Chấm chấm chấm. Yệp. Mời. Đúng rồi, thì ra chúng mình sẽ điền vào đây là phụ âm thờ. Thờ yếp thiếp nặng thiệp. 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 Mời. Đúng rồi đấy, khi chúng mình muốn mời ai đó đến dự một bữa tiệc này hoặc là một sự kiện gì đấy thì chúng mình sẽ gửi
Hiệp mời đấy các bạn ạ. Vậy là vừa giờ cô Thư đã cùng với chúng mình tìm hiểu được các từ, rất là nhiều từ đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ nhớ lại một chút này và nhắc lại các từ chúng mình vừa tìm hiểu cho cô Thư nhé. Dừa, xiêm. Dừa, xiêm. Đúng rồi. Niềm, vui. Niềm, vui. Thanh, kiếm. Thanh, kiếm. Thiệp, mời. Thiệp, mời. Điểm, 10. Điểm, 10. Cái, yếm. Cái, yếm. Diếp, cá. Diếp, cá. Các bạn ơi, vậy là vừa giờ chúng mình đã tìm hiểu được rất là nhiều từ đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình có thể đặt câu với những từ mà vừa giờ chúng mình tìm hiểu nhé. Bây giờ chúng mình sẽ thử đặt câu xem nhé. Cô Thư sẽ giúp chúng mình gợi ý một số câu nhé. Với từ dừa xiêm thì chúng mình sẽ đặt câu như thế nào nhỉ? Dừa xiêm. Cô Thư sẽ gợi ý cho chúng mình này. Mẹ đi chợ mua quả dừa xiêm. Có đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy. Ngoài câu mà cô Thư vừa đặt ra thì chúng mình có thể đặt những câu khác nhé. Với từ niềm vui thì chúng mình sẽ đặt câu như thế nào nhỉ? Chúng mình đã nghĩ ra chưa? Vậy thì cô Thư sẽ gợi ý cho chúng mình một câu mẫu nhé. Niềm vui của bé là nụ cười của mẹ. Niềm vui của bé là nụ cười của mẹ. Đúng rồi đấy. Và với từ cái yếm thì chúng mình có thể đặt câu như thế nào nhỉ? Chúng mình thử xem nhé. Cái yếm của bé màu hồng. Cái yếm của bé màu hồng. Đúng rồi. Ngoài những câu mà cô Thư vừa đặt ra thì chúng mình còn có rất là nhiều câu khác. Chúng mình ở nhà có thể đặt thật nhiều câu với bố mẹ của chúng mình nhé. Và từ diếp cá. Chúng mình sẽ đặt như thế nào nhỉ? Chúng mình thử xem là cô Thư sẽ đặt như thế nào nhé. Rau diếp cá là một loại thuốc có thể chữa bệnh cho mọi người. Đúng rồi. Và các bạn nhỏ ơi, ở nhà chúng mình hãy đặt thật nhiều câu với các từ gợi ý mà cô Thư vừa đưa ra nhé, để chúng mình có thể nhớ hơn về các âm này nhé. Và cuối cùng, chúng mình hãy cùng với cô Thư kiểm tra lại xem ngày hôm nay chúng mình đã học những vần gì nhé. Đó là vần yêm, yêm và yếp. Đúng không nhỉ? Ngày hôm nay cô Thư sẽ kể với chúng mình một câu chuyện. Đó là câu chuyện lợn con. Xin chào tất cả các bạn nhỏ, tớ là lợn con. Không biết ngày hôm nay tớ sẽ kể với các bạn câu chuyện gì nhỉ? Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Lợn con thì thầm với dê đen. Dê đen ơi, niềm vui là gì nhỉ? Kiếm niềm vui có khó không? Nghe vậy, dê con cười vang. Lợn con thắc mắc. Tại sao cậu lại cười hả dê con? Cậu có thấy tớ vừa cười không? Đó chính là niềm vui đấy. Nó có ở xung quanh chúng ta. Cả hai đều cười vui vẻ. Thì ra là niềm vui có ở xung quanh chúng ta đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, vậy là câu chuyện lợn con vừa kể với chúng mình có những vần gì mà chúng mình vừa mới được học nhỉ? Để chúng mình nhớ hơn thì chúng mình hãy cùng lắng nghe lợn con kể lại một lần nữa nhé. Câu chuyện lợn con. Lợn con thì thầm hỏi dê đen. Dê đen ơi, niềm vui là gì nhỉ? Kiếm niềm vui có khó không? Nghe vậy, dê con cười khỉ. Lợn con thắc mắc. Tại sao cậu lại cười? Cậu có thấy tớ đang rất vui vẻ không? Đó chính là niềm vui đấy. Nó có ở xung quanh chúng ta. Vậy là cả hai cùng cười vang.
Các bạn ơi, vậy là vần chúng mình vừa mới được học vần yêm có trong những từ gì nhỉ? À, đó chính là trong từ niềm. Bây giờ chúng mình hãy gạch chân ra nhé. Niềm, kiếm. À, đúng rồi đấy. Với các từ đó là từ niềm này và từ kiếm có vần yêm mà chúng mình vừa mới được học đấy. Và các bạn hãy cùng thử đánh vần lại nhé. N yêm niêm huyền niềm. K yêm kiêm sắc kiếm. Đúng rồi. Các bạn nhỏ ơi, vậy là ngày hôm nay chúng mình đã cùng với cô Thư tìm hiểu 3 vần. Đó là vần yêm, yêm và yếp, đúng không nào? Và cô Thư hy vọng rằng ở nhà chúng mình có thể luyện tập thật nhiều cùng với bố mẹ của chúng mình nhé. Còn bây giờ, cô Thư xin chào và hẹn gặp lại chúng mình ở trong những bài học tiếp theo. Tạm biệt!